Văn Thanh xin chào bà con. Hôm nay Văn Thanh sẽ giới thiệu cho bà con mình miếng đất 750 triệu ở trong đường Long Bình nha. Mình đi vào đường này là mình rẽ vào con hẻm. Thì Văn Thanh đang đứng ở ngã ba Long Bình. Ở đây hướng quốc lộ 1A bên tay phải mình là đi về cầu Bến Lức. Còn hướng bên tay trái của mình là đi về chợ Bình Chánh. Giờ mình chạy vô khoảng 500m để Văn Thanh giới thiệu tiếp nha. Mình đi được 500m mình thấy bên tay trái của mình có công ty Sáng Việt. Thì đối diện công ty Sáng Việt này có con hẻm bê tông. Bây giờ mình sẽ đi vào con hẻm này khoảng 300m nữa là mình tới đất của mình nha. Hẻm này thì xe ba gác thôi nha bà con. Hẻm rộng khoảng 2m mấy. Hẻm mình bê tông rất là rộng luôn, nhưng mà do mấy cái cục điện á, mấy cục điện nó còn chưa có ổn định nên nó ngoằn ngoèo á, nên xe ba gác thôi. Chứ đúng ra là chiếc xe mà cái chừng 7 chỗ là vô ok luôn. Trên cao mình là có lưới điện 3 pha luôn nha, 3 dây điện luôn. Đây, đi tới cuối hẻm rồi. Ngay cái căn nhà ngói đỏ đỏ này nè. Đó. Ngay căn nhà ngói đỏ đỏ này mình rẽ trái nha. Đó, tới căn nhà ngói đỏ đỏ này. Bà con rẽ trái vô khoảng chừng 150 mét nữa thôi là tới đất của mình nha. Theo đường bê tông mà chạy nha bà con. Đây, miếng đất của mình ở đây nha bà con. Bề ngang của mình là 5,5 m tính từ hàng rào tính ra. Chiều dài của mình là 18m nha, đất thổ cư, sổ hồng riêng. Ở đây là ấp Long Bình, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Chủ đang kêu giá 750 còn thương lượng nha. Rồi, ai có nhu cầu alo cho Văn Thanh. Số điện thoại là 078 66 68 368. Rồi, Văn Thanh xin chào bà con.